Kính thưa quý vị, là một tin đến từ tòa bạch ốc Washington DC cho hay, quân đội Iran ở Syria khiến cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn. Tòa bạch ốc cho biết họ không thể xác nhận báo cáo về việc quân đội của Iran phát động một cuộc tấn công trên bộ tại Syria. Tuy nhiên, theo tòa bạch ốc, bất cứ sự phát triển nào cũng là một minh họa cho các hành động quân sự của Nga khiến cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn. Tại buổi họp báo, thì phát ngôn viên John Snett cho biết hành động quân sự của Nga ở Syria gây nguy cơ kéo dài cuộc xung đột sắc tộc ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá. Ông Ersnet nói các cuộc không kích bừa bãi sẽ đẩy phe đối lập ôn hòa Sunni vào tay những kẻ cực đoan là phiến quân quốc gia Hồi giáo. Ông Ersnet gọi cuộc không kích của Nga ở Syria là bừa bãi và nhận xét Nga muốn thực hiện hành động quân sự ở Syria để bảo vệ ảnh hưởng của họ tại Trung Đông. Theo Mersnet, thì Nga đang ứng phó với tình hình ở Trung Đông từ một quan điểm không vững chắc. Hiện nay, ảnh hưởng của Nga trong khu vực trên đang bị suy yếu. Truyền thông báo chí cho thấy là căn cứ quân sự mà Nga hoạt động ở Syria thực ra là căn cứ quân sự cuối cùng mà Nga hoạt động bên ngoài Liên bang Xô Viết cũ. Và căn cứ này được đặt tại một nước bị xé nát vì xung đột nội bộ trong hơn 5 năm qua, một nơi được cho là tình hình an ninh không hề ổn định. Theo ông thấy thì Nga đang cố gắng chống đỡ sự đầu tư của họ.